hướng đông nam để vào, hướng này là hướng chính nam luôn. Nhưng mà không may là nó nắng quá. Ngày xưa mà trước khi mình mở quán mình cũng nghiên cứu kỹ lắm. Nghe ông bà ta nói rằng là mua nhà mà cứ mua hướng đông nam đi con, rồi cứ mở quán, mở làm ăn gì cứ chọn hướng đông hướng nam làm tới. Rồi các bạn cũng thấy luôn, cái cửa này người ta sẽ chuyển qua chích về hướng đông nam chính nghĩa luôn. Vô là thấy là phong thủy rồi, có vẻ là hấp dẫn rồi đây. Nhưng điều gì xảy ra? Trong một phút ngắn ngủi, trong một tuần ngắn ngủi thôi là mình đã nhận ra cái này nó quá nắng mà mình chịu không nổi. Thì các bạn biết rồi đó, có lẽ là văn hóa của chúng ta bị phù hợp bởi cái văn hóa của Trung Quốc. Là vì họ thích hướng đông nam, là có lẽ là họ là xứ nhi ôn đới cho nên họ cần nắng sáng để sưởi ấm. Nhưng thật không may là Sài Gòn này không cần nắng cũng ấm rồi. Và nắng như vậy thì chỉ có khô người, khô đét người và chết thôi, chứ cũng không có thể nào mà sống nổi. Mình cứ ngồi ngoài có một phút mà các bạn biết mồ hôi nó nhễ nhại và tinh thần của mình bây giờ nó xuống dốc rất là chậm chậm, mà mình hoa mắt và không đang nhớ mình đang kêu nói cái gì. Các bạn biết đó, một buổi sáng sau một cái cơn ngủ dài, người ta bị giam trong bốn cái bức tường, người ta muốn ra ngoài thư giãn để uống một ly cà phê sáng. Dĩ nhiên ly cà phê sáng là một ly cà phê rất là quan trọng và cần thiết, là hầu như chúng ta đang tập trung vào đó. Thì người ta muốn một cái không gian rộng rãi để hít thở khí trời. Nhưng mà nó nắng như vậy sao người ta ngồi ngoài được, buộc lòng người ta phải đi vô trong. Nhưng mà vô trong thì lại ngột ngạt, người ta không thích, cho nên ngồi ngoài uống cà phê buổi sáng là rất là hợp lý. Nhưng mình nhận ra liền tức thì là cái sai lầm này của mình là vì nó nắng cho nên mình không có khách. Vì thế không có khách, sau khoảng thời gian thì cũng phải rất lâu mình mới chỉnh sửa được, là mình sẽ làm cái mái và trồng một cái cây xanh như thế này rất là lớn. Thì cái hiệu quả nó đã tăng lên một cách rất là đáng kể, từ có thể là tăng khoảng từ 20-30%. Các bạn thấy nó không bao nhiêu chỗ hết, nhưng mà cái hiệu quả nó đã tăng lên 20% và 30% rõ ràng. Và nên nhớ, nếu muốn bán cà phê buổi sáng thì đừng bao giờ chọn hướng nắng cả. Và đây là những thứ ngăn trở mình với khách hàng mà thực sự mình không để ý. Các bạn có thể hình dung thôi, cái mặt bằng mình rất là đẹp, hai mặt tiền rõ ràng là rất là thoáng, nhìn ở một cái góc nào đó nó rất là thoáng và rất là đẹp. Tuy nhiên nó có những cái điểm mà sau này mình mới thấy nó là những cái điểm mà nó ngăn trở mình để khách hàng đến với mình. Điều đầu tiên rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà đây, cây cột điện đó, các bạn thấy rồi đó, nhìn là thấy nó chán ngay cái cửa nhà. Mình đâu có thấy đâu, mình đứng trong mình không có thấy, nhưng khách hàng người ngoài bước vô là thấy là một cái này là phong thủy không có tốt. Thứ hai, đây là cái gì đây? Đây là hình như là cái trụ chữa cháy. Cái trụ chữa cháy này nhìn cái đỏ đỏ vàng vàng thì nhìn nó cũng phong thủy, nó lại càng không tốt nữa, và nó sẽ làm cho mình cảm giác không có được gần gũi và thân thiện, thấy nó sao sao á. Đó, cảm giác của khách hàng nhìn vô thấy nó không có được thoải mái và tốt cho lắm. Và đây, thứ ba, cái độ dốc và cái ổ gà ngay chỗ mình đắp rất là nhiều lần nha các bạn. Mình đắp rất là nhiều lần nhưng mà nó cứ bể là nó bể à. Mình vẫn không biết làm sao để cho nó hết bể. Thì cái độ dốc và cái ổ gà này nó khiến cho khi khách hàng bước vào họ chạy xe vào. Mặc dù cái bãi xe mình rất là rộng, có thể chứa được hơn 20 chiếc, nhưng mà khi họ đi vào như vậy á thì nó cảm giác rất là khó chịu. Họ rất là khó chịu và rất là nguy hiểm. Thì thật sự là lòng mình cũng muốn rất là sợ, lo lắng cho khách hàng. May quá là khách hàng mình không té, chứ một ngày thì mình nghĩ là trong khoảng 1-2 ca gì cũng nằm chỗ này. Mà mình đắp miết mà vẫn chưa được. Rồi, cái thứ tư nữa là có thể là các bạn biết không, cái mặt bằng mình nó đẹp như vậy nhưng nó bị khuất, có nghĩa là nó bị thụt vô trong. Bạn đi từ hướng kia lại bạn sẽ không thấy. Mặc dù mình đi ngồi đây mình nhìn ra thì đấy, nhưng họ đi lại họ không thấy quán mình. Hoặc từ cái góc kia đi lại cũng bị hơi khuất luôn, phải gần gần này họ mới thấy. Thì cái khuất đó nó khiến việc mình tiếp cận với khách hàng nó rất là chậm. Thì mình thấy đẹp như vậy nhưng nó bị bốn cái yếu tố nho nhỏ, và có thể mỗi cái mặt bằng nó đều có những cái yếu tố nho nhỏ đó. Thì các bạn nên lưu ý là khi mình chọn mặt bằng thì mình đứng ở phía cạnh khách hàng, mình đi ngõ này lại, mình đi từ ngõ lại, đi trước lại, mình đi vòng vòng rồi mình chạy xe tới xe lui coi mình thấy nó có thuận tiện hay không. Thì các bạn nên nhớ, sự thuận tiện mới là cái yếu tố quyết định an toàn và thuận tiện. Nhiều khi khách hàng họ không nghĩ ra đâu, nhưng mà họ chỉ trong tiềm thức họ thấy cái này nó không ok, không an toàn, là tự nhiên họ bỏ họ đi và họ không ghé lại mình. Thì mình cũng chỉnh sửa nhiều lắm, nhưng mà dĩ nhiên cột điện thì không bứng được rồi, cái này cũng không bứng được luôn, thì thôi ta chỉ đành chấp nhận như thế thôi. Tiếp theo là tỷ lệ hữu dụng giữa cái diện tích
ở bên trong và diện tích bên ngoài bao nhiêu là hợp lý. Các bạn cứ hình dung đi, bạn đi thuê một cái mặt bằng cũng 50 là 50 mét vuông, bạn trả 5 triệu. Và một người khác cũng thuê một cái mặt bằng là 50 là cũng 50 mét vuông, 5 triệu. Nhưng bạn chỉ có được cái nhà đó thôi à, còn người ta có được nguyên cái khoảng không ở bên ngoài. Khoảng không ở đây không có nghĩa là của chủ nhà, mà nó cũng có thể là lề đường nơi rộng chúng ta có thể tận dụng thêm, hoặc bên kia là đối diện công viên, hoặc là những cái nơi mà chúng ta có thể tràn ra bên ngoài, chúng ta có thể kinh doanh được hợp pháp. Hợp pháp nghe, đừng là bất hợp pháp. Thì các bạn biết từ đó chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề, chúng ta tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Nó ảnh hưởng tới cái vấn đề hoạt toán kinh doanh. Dĩ nhiên càng càng chúng ta tăng cái diện tích sử dụng lên bằng với một cái chi phí cố định thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái thu nhập tốt hơn. Điều đó nó có và một cái ý nghĩa hơn nữa là các bạn biết không gian bên ngoài á thì nó có một cái lợi như thế này. Khách hàng uống cà phê thì hay hút thuốc. Đây, họ hút thuốc rất là nhiều. Và chỗ này nhỏ nhỏ thôi, trước đây mình không có đâu. Và khi khách hàng đòi hỏi quá thì mình mới làm một cái không gian này. Nó chả có tốn gì thêm hết. Nhưng mà giờ cao điểm nó có thể được 8 người ngồi chỗ này. Thì các bạn biết 8 người ngồi chỗ này thì doanh số của mình được tăng lên 20% so với cũ. Mà mình không phải chi trả thêm cái gì. Và kinh nghiệm của mình là hãy, nếu như có điều kiện thì hãy tận dụng thêm những cái mặt bằng mặt bên ngoài. Đừng nghĩ rằng mình chỉ thuê cái nhà ở bên trong thôi. Chọn mặt gửi về, kiếp đi thuê thì nó khổ lắm các bạn ơi. Làm gì có tiền mua nhà, mua nhà được thì cho thuê, chứ bán cà phê làm gì. Thế nên kiếp của chúng ta đi nghiệp bán cà phê của mình là phải đi thuê mặt bằng để bán. Thì rõ ràng cái này là cái tình hình chung thôi, rất là căng thẳng với những ai mà gắn liền với cái chữ đi thuê. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình thì mình chưa bị, nhưng mà kinh nghiệm của những người bạn của mình thì bị rồi. Chủ nhà có thể giở trò, rất là giở trò, thấy mình bán đắt là họ có thể lấy lại. Thì cái này, cái tiền bạn mất nó rất là nhiều. Những thứ bạn đầu tư vô là bạc tỷ, nhưng lý lấy ra thì còn vài triệu. Mà thậm chí nghe, bạn còn phải sửa chữa đền lại cho chủ nhà rồi họ mới trả lại tiền cọc cho bạn nữa. Có nghĩa là bạn mất toàn diện và bạn dưới cơ toàn diện. Nên kinh nghiệm của mình là phải đi tiếp xúc với chủ nhà để xem cái thái độ của họ như thế nào. Bởi vì ở Việt Nam này các bạn đừng có tin cái hợp đồng. Hợp đồng có thể lật lọng lại mấy hồi lắm, họ rất là nhanh. Nhưng cái thái độ của những cái con người, bằng cái trực quan, bằng cái cảm nhận, bằng trái tim và cái khối óc của mình, thì mình sẽ cảm thấy mình có đáng tin để gửi hay không. Những cái mặt bằng quá đẹp, chúng ta đừng vì nó quá đẹp mà cô chủ, mà người chủ nhà đó không hứng tốt. Mà mình có tâm huyết bao nhiêu mình đẩy vô thì cuối cùng mình cũng là người thu thiệt. Cái mặt bằng này là 6 năm rồi. Và may quá là thực sự kết quả kinh doanh bán lẻ của mình thực sự không phải là tốt. Nhưng mà vì cái cô chủ nhà ở đây họ rất là tốt với mình, họ biết chia sẻ những thời điểm khó khăn và rất là quan tâm cho nhau và không có làm khó gì nhiều. Thì mình cảm thấy mình rất là vui vẻ khi ở đây, đã tạo cho mình những cái niềm vui thoải mái trong công việc, trong cuộc sống để mình tiếp tục cái công việc. Thì đó là cái niềm may mắn của mình duy nhất ở cái mặt bằng này và mình còn tồn tại đến ngày hôm nay. Và hy vọng các bạn hãy nên nhớ rằng đừng tin cái hợp đồng, hãy tin vào cảm nhận của bạn khi tiếp xúc với họ. Những người xung quanh bạn, bạn biết đó rồi đó, vị trí thì chúng ta không thể thay thế được. Cái mặt bằng này nó quá đẹp khiến cho mình phải ưng ý ngay. Nhưng mà sau này mình mới nhận ra rằng là nó có một cái sự chênh lệch giữa mình và cái khách hàng tiềm năng ở đây. Họ, cái đối tượng mà mình nhắm đến là họ có nhận thức cao hơn để có họ phù hợp với cái văn hóa của mình. Nhưng mà chưa, các bạn thấy xung quanh đây là một cái nơi cũng xa trung tâm thành phố, cái quận Bình Thạnh mà. Thì nó sẽ không được những cái phần không được như ý của mình. Điều đó khiến cho mình phải thay đổi cái quan điểm và lập trường của mình để mình giảm mình xuống để gần gũi khách hàng hơn. Thì điều đó, cái chiến lược lâu dài của mình nó có một cái số thay đổi đáng kể. Nhưng mà cũng sao, thì đó là một cái kinh nghiệm để sau này các bạn có chọn mặt bằng thì hãy để ý tới cái trình độ dân trí của họ, xem đó nó có phù hợp với mình hay không. Các bạn biết đó, một quán ăn ngon họ có thể đi từ nơi này tới nơi kia để ăn. Nhưng một quán cà phê ngon rất khó để một người đi tới, đi xa lặn lội để tới mà để chỉ uống ly cà phê. Bởi vì ly cà phê nó mang tính thuận tiện nhiều hơn là một cái sự thưởng thức. Nên cần phải trọng tâm vào cái vị trí mà ở đó có rất nhiều người đồng thuận quan điểm và cảm giác được cái công việc của bạn đang làm. Thì nhân đây mình cũng có một cái vì như vậy mình cũng có một cái mở một cái quán thứ hai.
mà kể đây thì nó hơi đau lòng, và sau một năm mình phải bỏ. Mình bỏ ở đây không phải là vì kinh doanh kém, xin thưa với các bạn là kinh doanh rất là tốt luôn, vì những kinh nghiệm mình đã đem lại mình kinh doanh rất là tốt. Nhưng mà xui quá là như thế này, sau 2 tiếng mình làm việc thì mình thấy ồ sao người mình toàn mùi nước mắm, và cuối cùng phát hiện ra là anh kế bên cạnh anh nướng thịt, anh bán cơm tấm, anh nướng thịt, và khói cứ lần lượt bốc vô mình, và cả cái quán của mình đang thơm mùi cà phê thì giờ trở thành như là cái tiệm showroom nước mắm vậy đó. Thì mình buộc lòng mình cũng phải dẹp thôi, vì mình không chịu được. Thì những cái đó là nó hơi xui, đúng, mà ngoài cái tầm với của mình. Và sau này các bạn muốn mở quán thì hãy xem xét những người xung quanh, xem cái trình độ, cái trí thức của họ có phù hợp với công việc của mình, và chúng ta đặt ra những cái tiêu chuẩn cho nó cân bằng giữa mình với lại cái môi trường xung quanh. Thì nó cân bằng thì cái việc kinh doanh của bạn nó mới bền vững được. Hey, nếu ngày trước mà có ai nói với mình những điều này thì chắc có lẽ mình không phải mất tiền nhiều như bây giờ. Và may quá là sức chịu đựng mình cũng có. Bạn nào có một cái ý định mà muốn mở quán cà phê á, thì đừng ngần ngại contact với mình. Mình sẽ giúp cho các bạn và hỗ trợ cho các bạn trong việc set up ngay từ đầu để giảm được những cái đau thương ấy, và giảm tất cả những rủi ro và tăng cái tỷ lệ lợi nhuận của mình lên mức tối đa. Và ngay sau clip này thôi, mình sẽ có một cái clip sửa sai rất là hoành tráng ở một cái nơi mà mình rất là tự tin để show với các bạn mình đã chỉnh sửa nó như thế nào. Rồi, hy vọng nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình, hãy nhấn like và subscribe và theo dõi kênh mình vào 7:00 3:00 5:00 7:00 hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn.